Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Các Quan Xét Chương 1. Sau khi Giô-suê qua đời, dân Israel bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là người Giu-đa phải đi lên. Kìa, ta đã phó sứ vào tay họ. Người Giu-đa bèn nói cùng người Si-mê-ôn là anh em mình rằng: Hãy đi lên cùng tôi trong sứ đã bắt thăm về tôi, thì chúng ta sẽ đánh dân Ca-na-an, rồi tôi cũng sẽ đi cùng anh em đến sứ đã bắt thăm về anh em. Người Si-mê-ôn bèn đi với họ. Vậy người Giu-đa đi lên, Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-xít vào tay họ. Tại Bê-xét họ đánh giết 10,000 người. Ở Bê-xét cũng có gặp Adoni-bê-xét, bèn xông vào người đánh bại dân Ca-na-an và dân Phê-rê-xít. Adoni-bê-xét chạy trốn, nhưng chúng đuổi theo, bắt được người, chặt ngón cái của tay và chân. Bây giờ Adoni-bê-xét nói rằng: Có 70 vua bị chặt ngón cái của tay và chân, lượm vật chi rớt dưới bàn ta. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta. Người ta dẫn vua đến Jerusalem và người chết tại đó. Người Giu-đa hãm đánh thành Jerusalem và chiếm lấy, dùng lưỡi gươm giết dân cư và phóng hỏa thành. Kế ấy, người Giu-đa đi xuống đặng đánh dân Ca-na-an ở trên núi miền Nam và đồng bằng, lại đi đánh dân Ca-na-an ở tại Hebron. Tên Hebron thuở xưa là Kiriat Araba, và đánh Sê-sai, Ahiman cùng Tanh-mai. Từ đó, người Giu-đa đi đánh dân cư của Đê-bia. Tên Đê-bia thuở xưa là Kiriat Sê-phe. Ca-lép bèn nói: Ai hãm đánh Kiriat Sê-phe và chiếm lấy nó, thì ta sẽ gả con gái ta là Ạc-sa cho người ấy làm vợ. Bây giờ, Ốc-ni-ên, con trai Kê-na, em thứ Ca-lép, chiếm lấy thành đó, nên Ca-lép gả con gái mình là Ạc-sa cho người làm vợ. Khi nàng đã đến nhà Ốc-ni-ên, nàng giục người xin cha mình một miếng ruộng. Nàng xuống khỏi lừa thì Ca-lép hỏi rằng: Con muốn chi? Nàng thưa rằng: Xin cha cho con một của phước. Vì cha đã định cho con ở đất miền Nam, xin hãy cho con những nguồn nước. Ca-lép bèn ban cho nàng các nguồn trên và các nguồn dưới. Vả, con cháu của Kenit là anh em bên vợ Môi-se, từ thành cây chà là đi lên với con cháu Giu-đa, đến trong đồng vắng Giu-đa ở về phía nam Arác và lập chỗ ở tại giữa dân sự. Kế ấy, người Giu-đa đi cùng anh em mình là người Si-mê-ôn đánh dân Ca-na-an ở tại Sê-phát, tận diệt nơi ấy, rồi gọi tên nó là Hoạt-ma. Người Giu-đa cũng chiếm lấy Ga-sa cùng địa phận nó, Ách-ca-lôn cùng địa phận nó và Ét-rôn cùng địa phận nó. Đức Giê-hô-va ở cùng người Giu-đa. Người Giu-đa hãm lấy núi, còn dân sự ở trũng thì họ đuổi đi không đặng, vì chúng nó có những xe bằng sắt. Kế sau, theo lệnh của Môi-se, người ta ban Hebron cho Ca-lép. Ca-lép bèn đuổi ba con trai của A-nát khỏi thành ấy. Nhưng con cháu Benjamin không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit hãy còn ở chung cùng con cháu Benjamin cho đến ngày nay. Còn nhà Joseph cũng lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va ở cùng họ. Vậy nhà Joseph sai do thám Bê-tên. Tên thành này lúc trước là Lu-sơ. Những kẻ do thám thấy một người ở thành đi ra, bèn nói cùng người rằng: Xin chỉ cho chúng ta ngõ nào đi vào thành được, thì chúng ta sẽ làm ơn cho ngươi. Người bèn chỉ cho họ ngõ người ta đi vào thành được. Chúng bèn lấy gươm đánh giết thành, nhưng để cho người đó và cả nhà người đi. Đoạn,
người ấy đi vào xứ dân Hê-tít, xây một cái thành tại đó và đặt tên là Lu-sơ, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. Người Ma-na-xe không đuổi được dân cư của Bết-xê-an và của các thành địa hạt nó, cũng chẳng đuổi dân cư của Tha-a-nát và của các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Đô-rơ và dân ở các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Gíp-lê-am và dân ở trong các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Mê-gi-đô và dân ở các thành địa hạt nó thì cũng chẳng đuổi đi, vì dân Ca-na-an quyết định ở trong xứ ấy. Sải khi Israel trở nên cường thạnh thì bắt dân Ca-na-an phục dịch, nhưng không có đuổi chúng nó đi hết. Người Ê-phra-im cũng chẳng đuổi dân Ca-na-an ở tại Gê-xê, nhưng dân Ca-na-an cứ ở cùng họ tại Gê-xê. Người Sa-bu-lôn cũng chẳng đuổi dân ở Kít-rôn hoặc dân ở Na-ha-lô, và người Ca-na-an ở chung cùng người Sa-bu-lôn, song phải phục dịch họ. Người A-xê cũng chẳng đuổi dân ở A-cô hoặc dân ở Si-đôn, dân ở Ách-láp, dân ở Ạc-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phét hay là dân ở Rê-hốp. Người A-xê lập sáng nghiệp ở giữa dân Ca-na-an là dân bản xứ, vì người A-xê không đuổi chúng nó đi. Người Nép-ta-li không đuổi dân ở Bết-xê-mết và ở Bết-a-nát, nhưng lập sáng nghiệp ở giữa dân Ca-na-an là dân bản xứ. Còn dân Bết-xê-mết và dân Bết-a-nát phải phục dịch người Nép-ta-li. Dân Amorít dồn người Đan ở trên núi, không cho họ xuống trũng. Dân Amorít định ở tại núi Hê-re, A-ya-lôn và Sa-an-bim, nhưng tay của nhà Giô-sép thắng chúng nó, nên chúng nó phải phục dịch. Địa phận dân Amorít chạy từ dốc Ạc-ráp-bim từ Sê-la trở lên. Chương 2. Vả thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi lên từ Ginh-ganh đến Bô-kim và nói rằng: Ta đã đem các ngươi đi lên khỏi xứ Ai Cập, dẫn vào xứ ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Ta đã phán, ta sẽ chẳng hề hủy giao ước ta đã lập cùng các ngươi. Còn các ngươi, chớ lập giao ước cùng dân xứ này, hãy phá hủy bàn thờ của chúng nó. Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta. Tại sao các ngươi đã làm điều đó? Ta cũng có phán, ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi. Song chúng nó sẽ ở bên các ngươi, và các thần chúng nó sẽ thành một cái bẫy cho các ngươi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va vừa nói dứt lời này cho cả dân Israel, thì dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Chúng gọi tên chỗ đó là Bô-kim, và dân tế lễ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Khi Giô-suê đã cho dân sự về, thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình đặng nhận lấy xứ. Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Israel. Đoạn Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người tại Thimnát Hê-re trên núi Ê-phra-im về phía bắc núi Ga-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng Ba Anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy, chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba Anh và ác tạc tê. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay kẻ cướp bóc và chúng nó bóc lột họ. Ngài bán Israel cho các kẻ thù nghịch chung quanh, và Israel không còn thế chống cự nổi được trước kẻ thù nghịch mình. Bất luận chúng đi đến đâu, tay của Đức Giê-hô-va vẫn nghịch cùng chúng đặng giáng họa cho, y như Đức Giê-hô-va đã phán và đã thề cùng chúng. Chúng bị cơn hoạn nạn lớn lao thay. Xong, Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. Nhưng chúng cũng không nghe các quan xét, vì chúng hành dâm cùng các thần khác và quỳ lại trước mặt các thần ấy. Chúng vội xây bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng bắt chước theo tổ phụ, vâng giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va.
Vả, khi Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét cho Israel, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó và trọn đời quan xét, Ngài giải cứu Israel khỏi tay kẻ thù nghịch mình. Vì Đức Giê-hô-va lấy lòng thương xót họ, tại có những tiếng rên xiết mà họ thở ra trước mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình. Kế sau, khi quan xét qua đời rồi, Israel lại làm ác hơn các tổ phụ mình, tin theo các thần khác, hầu việc và thờ lại trước mặt các thần ấy. Israel không khứng chừa bỏ việc làm ác hay là lối cố chấp của họ. Bởi cớ đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel và Ngài phán rằng: Vì dân tộc này có bội nghịch giao ước của ta đã truyền cho tổ phụ chúng nó, và vì chúng nó không có nghe lời phán ta, nên về phần ta cũng chẳng đuổi khỏi trước mặt chúng nó một dân nào mà Giô-suê để lại khi người qua đời. Ta sẽ dùng các dân tộc đó thử thách Israel, để xem thử chúng nó có giữ và đi theo đường của Đức Giê-hô-va như tổ phụ chúng nó chăng. Ấy vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc này ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng nó đi và cũng không phó chúng nó vào tay Giô-suê. Chương 3. Này là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại, đặng dùng chúng nó thử thách người Israel nào chưa từng thấy những chiến trận Canaan. Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân Israel, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước. Các dân tộc này là dân Philistin cùng năm vua chúng nó, hết thảy dân Canaan, dân Sidon và dân Hevit ở tại núi Liban, từ núi Ba Anh Hẹt Môn cho đến cửa Hamat. Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc này để thử thách Israel, đặng xem thử chúng nó có ý vâng theo các điều răn mà Ngài cậy Môi-se truyền cho tổ phụ chúng nó chăng. Như vậy, dân Israel ở chung cùng dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó và hầu việc các thần của chúng nó. Dân Israel còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cúng thờ các hình tượng Ba Anh và A-sê-ra. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay Cushan-ri-sa-tha-im, vua nước Mesopotami. Dân Israel bị 8 năm phục dịch vua Cushan-ri-sa-tha-im. Kế ấy, dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn dấy lên cho chúng nó một người giải cứu là Ốc-ni-en, con trai của Kê-na, em thứ của Ca-lép, và người ấy giải cứu họ. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người đoán xét Israel và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cushan-ri-sa-tha-im vua Aram vào tay người, khiến cho người thắng Cushan-ri-sa-tha-im. Xứ được hòa bình trong 40 năm. Kế đó Ốc-ni-en con trai Kê-na qua đời. Dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va khiến Ét-lôn, vua Mô-áp, trở nên cường thạnh để hãm đánh Israel. Vậy Ét-lôn nhóm hiệp chung quanh mình dân Am-môn và dân Amalek, kéo đi đánh Israel và chiếm lấy thành cây Chà Là. Dân Israel bị phục dịch Ét-lôn, vua Mô-áp trong 18 năm. Đoạn dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dấy lên cho chúng một đấng giải cứu là Ê-hút, con trai Gê-ra, thuộc về chi phái Bên-gia-min, là người có tật thuận tay tả. Dân Israel sai người đem lễ cống cho Ét-lôn, vua Mô-áp. Ê-hút tự làm lấy một cây gươm hai lưỡi dài một thước và đeo theo trong áo mình nơi hán hữu. Vậy, người đem dâng lễ cống cho Ét-lôn, vua Mô-áp, là một người rất mập. Khi dâng lễ cống rồi, bèn cho những kẻ đã đem lễ vật đến đi về. Nhưng chính người đến hầm lấy đá ở gần Ginh-ganh thì trở lại nói rằng: Hỡi vua, tôi có một lời tâu kín cùng vua. Vua truyền, hãy nín. Hết thảy những kẻ hầu cận vua bèn đi ra. Bây giờ vua đang ngồi một mình nơi lầu mát. Ê-hút đến gần mà nói rằng: Tôi có một lời của Đức Chúa Trời tâu lại với vua. Ét-lôn vừa đứng dậy khỏi ngai, Ê-hút bèn giơ tay tả ra, rút gươm đeo ở phía hữu mà đâm người nơi bụng. Cán gươm cũng luốt theo lưỡi,
mở líp lại xung quanh lưỡi gươm, vì người không rút gươm ra khỏi bụng, nó thấu ra sau lưng. Đoạn, Ê-hút lánh ra nơi hiên cửa, đóng các cửa lầu mát lại và gài chốt. Khi Ê-hút đã đi ra khỏi, các đầy tớ đến xem, thấy các cửa lầu mát đều đóng gài chốt thì nói với nhau rằng, hoặc vua đi ngơi trong lầu mát chăng? Chúng đợi rất lâu đến đổi hổ thẹn, song vì không thấy vua mở cửa phòng, bèn lấy chìa khóa và mở. Kìa, thấy chúa mình đã chết, nằm sải trên đất. Trong khi chúng trì hoãn, Ê-hút đã trốn qua khỏi các hầm đá, lánh đến Syria. Người vừa đến, bèn thổi kèn lên trong núi Ê-phra-im. Dân Israel đều cùng người xuống khỏi núi, và chính người đi ở đầu hết. Ê-hút nói cùng chúng rằng, hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó vào tay các ngươi dân Mô-áp là kẻ thù nghịch các ngươi. Chúng đều theo người xuống chiếm cứ các chỗ cạn sông Giô-đanh là đường đi đến Mô-áp, cấm không cho ai đi qua. Vậy, trong lúc đó dân Israel đánh giết chừng 10.000 người Mô-áp, thảy đều là tay mạnh mẽ, can đảm, không một ai thoát khỏi được. Trong ngày đó, dân Mô-áp bị phục dưới tay Israel, xứ được hòa bình trong 80 năm. Sau Ê-hút có Sam-ga, con trai của A-nát, người dùng một cây đót bò mà đánh giết 600 người Philistine và cũng giải cứu Israel. Chương 11. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng, hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta, mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy, tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người, thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại, để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người là có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên, sẽ chiến đấu cùng hai người. Thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây hai người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến, phán cùng mình rằng, hãy lên đây. Hai người bèn lên trời trong đám mây, và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7.000 người chết trong cơn động đất ấy. Còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các Đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời.
hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài. Rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Chương 12. Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn. Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ, có 7 đầu 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng. Tại đó, người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong 1260 ngày. Bây giờ, có một cuộc chiến đấu trên trời. Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi. Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bây giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất há miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Con rồng đứng trên bãi cát của biển. Chương 13. Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu. Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng: ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai, hãy nghe. Nếu ai bắt người làm phù tù, chính mình sẽ bị làm phù tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có 2 sừng như sừng Chiên Con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy,
và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số nó là 666. Thi Thiên 60. Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã bỏ chúng tôi, tản lạc chúng tôi. Chúa đã nổi giận. Ôi, xin hãy đem chúng tôi lại. Chúa khiến đất rúng động, làm cho nó nứt ra. Xin hãy sửa lại các nơi nứt nó vì nó lay động. Chúa đã làm cho dân sự Ngài thấy sự gian nan, cho chúng tôi uống một thứ rượu say sẩm. Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng: Ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ê-phra-im là đồn lũy của đầu ta, Giu-đa là cây phủ việt ta. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa, ta sáng dép ta trên Ê-đôm. Hỡi đất Phi-li-tin hãy reo mừng vì cớ ta. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ làm việc cả thể, vì chính Ngài sẽ giày đạp các cừu địch chúng tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail.
dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.